Ngồi không xuống bàn nha quý vị, ngồi không xuống trần gian. Tôi ngồi không của chúng ta đang cầm chiếc hộp không, và anh sẽ bỏ chiếc khăn giấy vào trong chiếc hộp và điều gì sẽ xảy ra chúng ta hãy cùng chú ý. Vâng, một con chim bồ câu đã xuất hiện như quý vị. Và tiếp mục gì tiếp theo mà tất cả quý vị cùng các bạn chúng ta hãy cùng chuẩn bị đón xem nào. Thực ra mình cũng đây, mời một em bé nhỏ lên sân khấu chơi với chú Tân Hồ Công. Chiếc túi của chú Tân Hồ Công đã lộ ra cho tất cả các bé xem. Chiếc khăn của em đã bỏ vào trong chiếc túi và bây giờ đã trở thành những viên kẹo. Chiếc túi của tôi còn không còn rất là nhiều kẹo nha. Một chiếc hộp tay nào cần gì cho tấm hộp công của chúng ta đúng không vị? Chiếc bình không đủ và bây giờ tấm hộp công đã bỏ con chim bồ câu của mình vào trong chiếc bình màu trắng đúng không vị? Sẽ đẩy nắp lại và chuyện gì sẽ xảy ra đây, chúng ta hãy cùng xem nha quý vị. Wow, đã biến thành con gà rồi quý vị.
vừa. Nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường đây là một chiếc hộp giấy không thú vị. Không biết tôi còn không có đứng ra những món quà gì ở trong này. Ngày tháng cùng năm đây, một phần quà, đó là những một phần quà thú vị. Không biết còn nữa không à, chúng ta hãy cùng theo nha. Hộp này không nghe quý vị, chúng ta hãy cùng xem ạ. Đây hành lý anh mang, tay cầm cương sắt mưa. Nhìn ngắm trời cao chập trùng, lòng lo lắng không yên. Đường thiếu tinh còn xa, không mang hiểu ý cất mưa.